hiệp khúc, tất cả chúng ta sẽ cùng hát. Đó là một bài hát rất thú vị, bài hát do ban nhạc The One, các bạn của sinh viên, các thành viên cũ của đội tuyển SV Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Trước khi chúng ta bắt đầu SV 2000 thì các bạn có đến hỏi tôi và gặp tôi nói rằng nếu như các bạn có một tác phẩm nào đấy thì thật là tuyệt vời. Và cuối cùng các bạn đó đã về và trong một đêm nào đó ngồi với nhau và từ những cảm hứng của SV 96 và chuẩn bị bước vào SV 2000 thì các bạn đó tặng cho chúng ta bài hát được rồi. Bài có tên gọi là Bình Minh Sinh Viên Việt Nam. Và bây giờ bài hát đó đã trở nên được phổ biến rất rộng rãi trong các bạn sinh viên. Chương trình SV 2000
với chủ đề, một chủ đề hết sức quan trọng đối với tất cả chúng ta, không chỉ với những người sinh viên mà với mỗi một người Việt Nam và với quốc gia, với đất nước của chúng ta. Chủ đề sinh viên Việt Nam với vấn đề dân số Việt Nam và thế giới. Và tham gia chủ đề này sẽ có ba đội tuyển SV của ba trường đại học mà bây giờ tôi xin mời ra sân khấu để chào tất cả chúng ta. Chúng tôi xin giới thiệu Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời. Trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời. Còn bây giờ chúng ta nồng nhiệt chào đón những vị khách đến từ miền Tây Nam Bộ, Trường Đại học Cần Thơ. Xin mời. Phần thi của mình trong cuộc thi hôm nay, chúng tôi xin nhắc lại chủ đề sinh viên Việt Nam với vấn đề dân số Việt Nam và thế giới. Và bây giờ, trước khi các đội bước vào chuẩn bị phía trong cho các phần thi của mình, chúng tôi đề nghị tất cả chúng ta tặng cho tất cả ba đội một tràng vỗ tay hết sức nồng nhiệt của chúng ta. Chúc tất cả các bạn thi đấu thành công trong cuộc thi hôm nay. Xin chúc các bạn sẽ thành công trong đêm hôm nay. Làm tôi sôi cả lên mất rồi. Vâng, các bạn làm tôi sôi sục hết cả lên mất rồi. Trong khi các đội của chúng ta chưa bước vào những phần thi chính, chúng tôi nghĩ rằng các bạn sẽ để dành hơi và sức của mình để sau đó chúng ta, khi các bạn sau mỗi phần thi, chúng ta sẽ làm cả hội trường này nóng rực lên với không khí như vừa rồi. Còn bây giờ chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu đến dự với cuộc thi của chúng ta có các vị đại biểu và các vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Thiết. Xin trân trọng giới thiệu Giám đốc Cơ sở 2 Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Châu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Trưởng Phòng Đào tạo Đại học Cần Thơ, Thầy Phạm Xuân Lạc. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Trưởng Phòng Công tác Chính trị Sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bác sĩ Đặng Minh Thông. Và tham dự với chúng ta còn có toàn thể các cổ động viên nhiệt tình nhất của ba trường đại học kể trên. Còn bây giờ sẽ là thành phần của ban giám khảo cho cuộc thi hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Giám khảo các cuộc thi SV 2000, Tiến sĩ Triết học Phùng Khắc Bình. Ủy viên Ban Giám khảo, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, anh Võ Văn Thưởng. Thư ký Tòa soạn báo Tuổi Trẻ Cười, nhà văn Lê Văn Nghĩa. Tổng biên tập báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Hồ Thị Minh Nguyệt.
và Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Dương Thành Truyền. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào cuộc thi hôm nay, và tôi tất nhiên rồi phải nhường lại sân khấu cho những nhân vật chính và trở lại vị trí của mình gần với các bạn hơn, thân thiện với các bạn hơn và thuận tiện hơn khi theo dõi các phần thi. Phần thi đầu tiên của chúng ta tất nhiên sẽ là phần thi lời chào sinh viên. Tất nhiên rồi, ở Việt Nam có câu lời chào cao hơn mâm cỗ, và chính vì thế mà chúng ta sẽ dành cho các đội 3 phút để gửi tới chúng ta lời chào theo phong cách riêng của mỗi đội. Chúng tôi xin hỏi trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị xong chưa? Chúng tôi xin thông báo phần thi lời chào sinh viên của trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu. Chào các bạn, xin được gửi đến các bạn phải không ạ? Một lời chào rất sinh động, rất dí dỏm và đầy đủ nội dung giới thiệu về trường mình qua một cuộc kén rể của một thầy giáo của trường, và cuối cùng một yếu tố thật là bất ngờ.
Và những điều cần nói ở trong 3 phút các bạn đã nói đầy đủ, không chỉ nói mà thể hiện một cách rất sinh động và dí dỏm. Chúng ta cảm ơn và chúc mừng trường Đại học Y Dược đã trải qua phần thi đầu tiên. Lời chào sinh viên. Như các bạn biết là 3 trường đại học của chúng ta, Đại học Y Dược, Đại học Cần Thơ và Đại học Ngoại Thương, đó là 3 trường hoàn toàn khác nhau. Nhưng họ đến đây để tham gia cùng với một chủ đề là sinh viên Việt Nam với vấn đề dân số của Việt Nam và thế giới. Họ sẽ nói về một chủ đề và sẽ có những lời chào, sẽ có những phần thi tài năng bắt buộc theo sự tổ chức của ban tổ chức đã ấn định. Và như vậy là các đội đến sẽ đóng góp những tiếng nói của mình hoàn toàn với một phong cách rất riêng của mình. Chúng ta sẽ chờ đợi, bởi vì cũng là lời chào nhưng mỗi trường sẽ chào theo một phong cách riêng và có những nét gì đó rất độc đáo của mình. Cũng là tài năng nhưng mỗi trường sẽ thể hiện những tài năng riêng, những hiểu biết của mình về vấn đề mà chúng ta đang đề cập tới, vấn đề sinh viên Việt Nam với dân số Việt Nam và thế giới cũng sẽ rất khác nhau, hy vọng là như vậy. Tất cả những điều đó sẽ tạo nên bức tranh hết sức sinh động cho một chương trình SV 2000 với chủ đề này. Và bây giờ sẽ là phần thi theo sự gấp thăm của trường Đại học Cần Thơ. Chúng tôi xin hỏi trường Đại học Cần Thơ đã chuẩn bị xong chưa? Sẽ là lúc mà chúng ta sẽ xem các bạn cổ động viên đem đến đây những điều thú vị bất ngờ nào. Chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều những điều bất ngờ thú vị. Vâng, cho phép tôi được các bạn giữ nguyên tấm biểu ngữ để tôi được đọc. Đại học Cần Thơ chúc SV 2000 thành công. Đại học Y Dược học y như chơi, chơi y như học. Ngoại thương ngoại hạng vâng, đằng sau các bạn ngoại thương xuất chiêu hết, phải không ạ? Ngoại thương xuất chiêu hết, ngoại thương dân số chất lượng cao, dân số ít chất lượng cao, tuyệt vời. Nếu quả thực ngoại thương dân số ít chất lượng cao thì đùa đó cũng chính là điều mà chúng ta đang mong muốn. Vâng. Và ở bên này ngoại thương ngoại hạng. Và ở bên này một khẩu hiệu tôi không hiểu là của Đại học Cần Thơ hay Đại học Kinh tế mà có dòng chữ Kinh tế Cần Thơ cùng vào vòng 2. Đó là những lời chúc, đó là những khẩu hiệu. Và tất cả những điều đó sẽ chỉ được khẳng định sau khi chúng ta đã trải qua các cuộc thi của mình, đặc biệt sau khi chúng ta đã lắng nghe kết quả của ban giám khảo. Vâng. Một bạn nào đó viết một dòng chữ ở trên kia mà tôi không thể đọc được, tiếng nước ngoài. Tốt nhất là chúng ta hãy không đọc những biểu ngữ tiếng nước ngoài. Vâng. Tôi là người Việt Nam chân chính và tôi rất yêu tiếng Việt Nam. Vâng. Còn điều gì nữa là sau kia? Y Dược quyết thắng. Đại học Cần Thơ học hỏi và quyết thắng. Những khẩu hiệu rất hay. Còn một điều này nữa tôi xin đọc nhỏ, bởi vì điều đó chưa biết được, phải sau đó chúng ta mới biết được. Tôi đọc gần như đọc thầm. Đêm nay thuộc về sinh viên Đại học Ngoại Thương. Điều đó chỉ có thể được khẳng định sau khi chúng ta đã thi xong 4 phần. Còn bây giờ, sự chuẩn bị của các đội ở phía trên đã xong. Tôi xin phép được thông báo phần thi lời chào sinh viên của Đại học Cần Thơ bắt đầu. Chào mừng con vào thâm niên Đông Nam Á. Trường là nơi đào tạo cán bộ khoa học bậc đại học và sau đại học lớn ở đồng bằng sông Cửu Long và cũng là trung tâm văn hóa khoa học kỹ thuật của vùng nữa đó.
30 hiện nay trường có bao nhiêu sinh viên rồi hả em? Hiện nay trường có hơn 15.000 sinh viên, 37 chuyên ngành. Còn hả thằng bạn em hả? Có hơn 4.000 kỹ sư lận đó. Nhiều quá, gấp mấy lần bọn chị hồi đó. Hôm nay nè, chị cùng bạn bè các nước dông tàu về đây. Cái trường của mình bây giờ đẹp thật lắm em. Có nhà thể thao sinh viên nè, và quá trời nhiều cây xanh luôn. Lá phổi xanh của miền Tây mà. Thế à? Ủa, còn cái chỗ này, cái chỗ này chị nhớ rồi, hồi lúc trước kêu bằng khu tự sản của sinh viên lắm em. Cái lâu lâu bọn chị hay ra đây để tính kế cải thiện bữa ăn đó. Cải thiện bữa ăn chứ sao, đâu có phải những em bây giờ vậy, có cái nhà ăn sinh viên đã ghê kìa. Còn hồi lúc trước á hả, là bọn chị á ăn chung canh toàn quốc với nước mắm đại dương không đó. Toàn quốc nước mắm đại dương. Trời ơi, em biết không, trở về thành phố này chị muốn đăng ký học dài chỉ dễ sợ vậy đó. Ủa mà chúng ta đi đến đâu vậy các em? Cô đang đi trong một thế giới đẹp tươi, cô đang đấu trong một môi trường trong sạch. Hãy ngắm xem, há biết xem, hãy nghĩ ngay khoa học nghệ. Cái khoa này đẹp thiệt nha. Nhớ hồi lúc trước á, phòng học của tôi á chỉ là nhà tranh vách đất không à, họp hẹp lắm, mưa tạt gió lùa, trời mưa há trời ơi, ngồi trong lớp học y như là bão vừa mới đi qua vậy đó, không có bề nổi với bây giờ đâu. Có phòng học nè, có thư viện nè, tiện nghi và thoáng mát. Chỗ học thì vậy đó chị, cho ở còn sướng hơn nữa. Bây giờ mỗi tỉnh nào là mỗi ký túc xá cho em ở. Xã hội quan tâm quá ha. Ơi mà hiện nay khoa đào tạo mấy chuyên ngành vậy? Dạ đó chị, dạ hiện nay khoa đào tạo 7 chuyên ngành, phục vụ sự phát triển nông nghiệp của cả vùng, có cả cái sư bậc cao nữa đó nghe. Số 1 đi câu vui nè. Mà ở đây có nhiều máy vi tính quá trời luôn nè. Chị ơi, khoa em còn nhiều máy vi tính hơn nữa, bởi vì khoa em là khoa công nghệ thông tin mà. Ở trường em nè, quý thầy cô giáo nè, các bạn sinh viên nè, được sử dụng internet miễn phí. Để nâng cao chất lượng đào tạo, năm nào trường em cũng gửi sang pháp đào tạo cả chục bạn đó chị. Dạ, em nữa, em là sinh viên khoa kinh tế mà. Trong gia đình đông con nên nó bước ra khỏi nhà gặp hai con gái chính thức chặn đầu. Cái ai vậy? Nó đòi quà cho 8 đứa em. Trời ơi, quảng quá mình phóng xuống sông lặn một hơi chạy tới Bến Ninh Kiều luôn. Phải không? Lực. Trời ơi, lực gì mà không có lực gì chứ gì cha. Dám đâu, cỡ như tân trường xanh tôi hạ xuống nhanh tôi như gọn tôi đều tôi là xin em lực đào pha. Trời ơi, vô hết giờ rồi. Cũng rất sinh động phải không ạ? Tất cả chúng ta đều phải thừa nhận điều đó. Các bạn của Đại học Cần Thơ đã giới thiệu theo phong cách của miền Tây Nam Bộ của mình rất thú vị về các khoa, các ngành của mình. Và không những thế, họ còn đưa ra những lời giới thiệu rất khéo, rất đầy đủ và rất đẹp về điều kiện sống, điều kiện học tập, điều kiện làm việc của các sinh viên và các giáo viên của trường Đại học Cần Thơ. Và tôi nghĩ rằng qua phần thi vừa rồi thì sự đánh giá sẽ thuộc về ban giám khảo. Tuy nhiên tôi nhận thấy một điều là có thể là theo cảm nhận của tôi thì trường Đại học Cần Thơ vừa rồi đã đoạt ít nhất là đã được giải nếu như có một cuộc thi là những đội nào nói nhanh nhất. Vừa rồi chúng ta đã nghe các bạn thể hiện nói rất nhanh và từng trang một và nói không nghỉ, và chúng ta thật là thú vị khi nghe những lời nói được phát ra từ các bạn sinh viên của chúng ta như vậy. Họ nói thật là nhanh. Bản thân tôi đã bị khán giả nói là nhanh rồi, nhưng và nhiều người nói rằng tôi nói nhanh. Tôi vẫn nói rằng ở đài truyền hình Việt Nam, ví dụ như các phát thanh viên của truyền hình Việt Nam, một giây họ có thể đọc được 3 từ. Có nghĩa là trong một giây, một người phát thanh viên chuẩn như chị Kim Tiến của chúng ta chỉ có thể nói kịp 1 từ, 3 từ. Với tôi thì tôi có thể nói nhanh hơn được khoảng 5 từ. Còn với các bạn đọc Cần Thơ, có lẽ một giây họ nói không dưới 10 từ. Và đó là kỷ lục, đó cũng là một kỷ lục. Chúng ta chúc mừng và cảm ơn trường Đại học Cần Thơ đã gửi tới chúng ta lời chào rất Cần Thơ của mình. Còn bây giờ chúng tôi xin hỏi trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị xong rồi? Vâng. Chúng tôi xin phép được thông báo phần thi lời chào sinh viên của Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu.
bà ơi coi kìa, cái tụi ngoại thương nó thi ếch dê hay quá bà ha. Ừ ha, không biết nó học cái môn gì mà nó nói dân số y chang mấy học nghề bác sĩ không ha. Hay là tôi với bà cho con Út con của thằng Hai thi vô trường này đi. Ừ được á. Thôi bây giờ mình vô cái gì cái tè lét lét gì đó coi đi. Thấy ông này từng mãi internet. Internet à.